Chiều hôm qua 31 tháng 10, Công an tỉnh Gia Lai đã ký quyết định cách chức đối với nữ thiếu tá công an đang công tác tại Công an huyện Đắk Đoa vì vi phạm luật giao thông đường bộ. Cụ thể, cán bộ công an Gia Lai bị kỷ luật nêu trên là thiếu tá Trần Thị Luận, sinh năm 1984, đội trưởng đội thi hành án Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 28 tháng 10, thiếu tá Luận điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Hùng Vương. Khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Chí Xuân, thành phố Pleiku, đã va chạm với một xe mô tô và một ô tô khác tại khu vực trên. Rất may, vụ tai nạn giao thông không thiệt hại về người. Các phương tiện tham gia giao thông bị hư hỏng nhẹ. Tuy nhiên, một người dân đã dùng điện thoại ghi lại hiện trường cho thấy người phụ nữ điều khiển phương tiện mặc trang phục công an nhân dân, đeo quân hàm thiếu tá, có biểu hiện say xỉn.